lại. Ngọc này, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại thằng Ngọc. Con nít thằng Ngáp quýnh một cái tùm sợ. Tính làm gì cậu Tùng? Ba, ba, ba. Đây, đây nè. Chú Thương mà, em đóng bóp cho nó. À, bóp. Trời ngoan chú Thương. Chú Thương con muốn gì chú cũng chiều con hết. Ngoan chú Thương nha, nha. Hồi nãy là chú với con chạy giỡn với nhau. Còn bây giờ thôi, bây giờ là con muốn gì chú nhiều mà. Con muốn gì cũng được. Chú nói thiệt nha. Chú nói thiệt. Chú cho con mượn tay đi. Con em chơi với nít dễ lắm anh ơi. Gì vậy? Răng chắc dễ sợ lắm. Giống tôi. Trời ơi, răng chắc, đánh răng thường xuyên đây. Trời ơi, xung con nhéo chú. Tôn, gì vậy? Cơ tay nó mạnh lắm anh ơi. Cơ tay có lực tay, lúc nó bóp em chịu không nổi. Đau. Con trai tôi mà nó phải giống tôi chứ. Con trai phải mạnh mẽ. Ừ. Con gắng mạnh mẽ như vậy nha con. Ba, nhưng mà hồi nãy á, chú hứa là chú chiều con hết mà. Con muốn gì cũng được mà. Chú nói thiệt nha. Chú nói thiệt chứ có bao giờ chú gạt con nít đâu. Chú dẫn con đi mua siêu nhân đi. Dẫn nó đi mua siêu nhân đi. Dễ ẹt luôn á chứ có gì đâu khó anh. Siêu nhân nha. Rồi bây giờ con ngoan con chạy về nhà. Bữa nay thì không được, ngày mai nha con. Thôi giờ đâu đi có liền. Mình người lớn, mình hứa là phải có liền. Cậu dẫn nó đi mua siêu nhân đi. Không được, em uy tín lắm. Nhưng mà tại hôm nay em họp với sếp tổng. À dạ. Cuộc họp nó quỷ rồi. Bởi vì sáng nay đã thay đổi lịch. Tiếp phái đoàn bên xin qua rồi. Không, nhưng mà em còn hẹn với đối tác đi họp với anh nữa. Hôm nay cũng có cuộc họp với anh mà anh quên sao? Ngày mai cũng không muộn. Dẫn nó đi đi. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ một ngày. Dẫn nó đi shopping và các khu vui chơi thiếu nhi. Yeah. Vậy nha cậu Tùng. Cảm ơn ba. Hai chú cháu đi chơi vui vẻ nghe. Ba, chú, giờ mình đi chơi đi chú. Đi chơi đi, đi. Đi mình đi chơi đi. Tôi là trưởng phòng kinh doanh chứ có phải là bảo mẫu đâu trời. Đây, ăn liền đi con, ăn liền cho nóng. Ngon. Nè con. Mình đừng có chơi nữa, mình tập trung mình ăn hết đi, mình muốn chơi gì mình chơi nha. Vui quá. Thời vui lắm, coi con ăn con miếng nữa đi. Dạ. Con ăn miếng nữa đi. Có chừng nhiễu nha. Ngon quá. Chú lại đây. Làm gì? Tôi lê. Nè. Nghiêm cấm giỡn trên đầu người lớn, vậy là hổn biết chưa? Dạ. Nè, chú giỡn lại trên đầu con đi. Con không giỡn đâu. Thôi được rồi, chú không có giỡn đâu. Con chịu khó ăn. Quăng giùm chú đi, trời chú cũng đói bụng lắm luôn rồi đó. Chú đói bụng chú ăn đi. Không được, chú đâu ăn được. Ba con sẽ thấy liền. Ủa, ba con đâu có ở đây đâu thấy. Mắt thần kìa, ba con sẽ thấy. Nhất cử nhất động của chú là ba con thấy hết á. Này này, hai mươi lăm nè. Ê, rồi, ngoan quá trời luôn. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Sao giỡn cái chú vậy? Vui à? Đừng có giỡn cái chú nữa mà. Sao hả? Con đâu có giỡn trên đầu chứ đâu, con giỡn bụng chú mà. Nhưng mà thôi, trời ơi, nguyên ngày hôm nay chú mệt mỏi, chú phiền phức, chú gặp rất nhiều rắc rối rồi. Con chịu khó giúp chú, ăn giùm chú đi mà. Thôi con chơi chút nữa con ăn. Thôi mà, ngoan đi mà, ăn giùm chú đi, ăn giùm chú đi nha. Hôm nay chú gặp rất nhiều phiền phức, gặp rất nhiều rắc rối rồi, ráng giùm chú đi nha con. Phiền phức là sao vậy chú? Phiền phức chỉ có nghĩa là chú có một cái người là chuyên làm phiền chú đó. Chú rất là mệt mỏi luôn á. Làm phiền? À. Ai vậy chú? Thì nói chung là một người nào đó làm phiền chú rất là sợ người đó. Chú mệt lắm, chú muốn né mặt người đó hoài luôn á. Chú yên tâm đi. Ở đây đã có mấy bạn zombie hiền lành rồi. Mấy bạn này sẽ bảo vệ chú. Bảo vệ chú nha, mấy bạn zombie. Bảo vệ chú. Hả, thằng nhóc quậy này coi vậy mà cũng dễ thương. Thôi, bây giờ nếu mà muốn bảo vệ chú thì bây giờ phải ăn cho thiệt nhiều để có sức bảo vệ chú. Nè, dạ. Ăn nhiều nha. Dạ. Này, ngoan lắm, đúng rồi. Ngon. Tùng
có. Phiền phức tới rồi đó. Tùng, Tùng đứng lại không? Tôi sẽ mét với sếp Tài. Tùng thừa biết tôi là khách hàng tiềm năng mà. Tôi sẽ ngừng ngay cái dự án Địa Kim này lại. Tôi không đầu tư vào. Bởi vì có một nhân viên không có tiềm năng như thế này thì khách hàng sẽ không làm việc nữa. Tôi có năng lực mà. Hương nói gì kỳ vậy? Năng lực mà tiếp khách như thế này á hả? Chị Hương, em chào chị. Chị ơi, chị nhìn hết công ty em đi. Trai đẹp nhiều lắm chị. Có thằng sáu múi nữa. Có thằng tóc nhiều nhìn như phi công vậy chị. Sao chị không kiếm mấy thằng đó, chị kiếm em chứ? Cái mặt em chà bá nè. Mặt xấu, bụng bự, tóc thì không có. Đã vậy, em mất lịch sự lắm chị. Em mất lịch sự lắm, em nói thiệt với chị á. Đó, em gớm lắm chị. Cười vô mặt em đi đúng rồi. Thích quá à. Càng làm càng thích. Chị thích gì đó, làm tiếp đi. Phải sao chị mới không thích? Thôi mà, tôi đặt toàn là món bổ không nha. Bào ngư, di cá, hải sâm. Bây giờ chúng ta đi ăn thưởng thức với nhau nha. Toàn là bổ không. Cái tướng em dày mà ăn đồ bổ vô chắc nó nổ luôn quá chị. Em bị dị ứng ăn được đâu. Thôi mà, đừng có quan tưởng nữa. Làm cái gì từ chối gì tôi cũng phải làm tiếp tục, có tấn công luôn á. Có ai cứu tôi không? Đi đó, từ đó là bọn ai cho tôi ăn không? À, em mới vô phục vụ thằng nhóc. Vậy nha chị, em xin chào chị. Nhưng mà từ chối tôi hả? Càng từ chối thì tôi càng tấn công à. Mà không, nếu mà như vậy hả, tôi sẽ bẻ kèo. Tôi sẽ không đầu tư vô dự án này nữa. Thử coi ai bị đuổi việc sẽ tìm tới tôi. Ừ, thì chiều tối gì đi gặp nhau cũng được mà. Rồi tới cái quán cũ. Phải tới cái quán cũ mới vui. Cái quán nó không có vui. Không, quán cũ bữa tụi mình ngồi sếp cười gần chết. Hợp à, ê, coi, ông sếp vô rồi, chú gọi lại cho nha. Vậy nha, vô hợp cái. Hai cậu thân mến, sở dĩ hôm nay có cuộc họp ngày hôm nay là một cuộc họp kín khẩn cấp. Hai cậu phải hết sức tập trung nha. Dạ khoan, cái... anh nghe nè. Trời ơi, đó suốt ngày điện thoại hoài hả? Trời ơi, coi sếp ra vậy trơn á. Có mặt sếp đây mà giống như người khuất mặt khuất ngoài vậy đó. Trời ơi. Rồi rồi rồi, vậy đi, anh đang bị bóng chọt mà không nghe nói hả? Xong đi, anh sẽ gọi lại cho em. Cậu Tùng, cậu nên nhớ, đây là công ty, chứ không phải là cái đảo Đào Hoa. Cậu không phải là Dương Quá mà tối ngày cứ tiểu long nữ hoài là sao? Đào Hoa quá mà. Hẹn hò với khách nữ không à, đâu có bán được dự án nào đâu. Nè nè, không biết cái gì thì im đi nghe chưa. Giọng nam tính nữ. Thôi cậu Tùng, tôi ra lệnh cho cậu, cậu phải đi ăn với bà Mộng Hương. Cái gì vậy sếp? Sao tự nhiên đi ăn với bà Mộng Hương sếp? Bà ta là khách hàng tiềm năng. Cái dự án Địa Kim của mình bà định mua 10 lô. Em nói thiệt với sếp á, cái chuyện khách hàng tiềm năng của em cho em một đống nè. Đâu có cần gì phải bán đất cho bà Hường thôi mà tự nhiên phải đi ăn với bà sếp. Giống như là em đi bán mình vậy sao được sếp. Trời ơi, không phải là bà đi ăn bình thường. Bà đi ăn là có dụng ý. Bà muốn ăn nhà hàng xong rồi bà ăn em luôn hay sao? Cái gì tránh mắt tôi tải. Nó vồ vập em lắm, nhìn thấy ghê lắm sếp. Trời ơi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Anh ta về công ty chứ, đi ăn thôi mà. Trời ơi, ông già, ông xấu, thối vui đi đá vậy á. Bây giờ có một cái máy bay bà già sang trọng như vậy, nhớ cuộc đời của ông là ông may mắn lắm đâu. Ông còn đòi hỏi gì nữa? Đến. Tôi già, tôi xấu cũng có giá của nó. Nghe chưa? Nghe thôi. Chưa? Cái chuyện là chuyện của tôi. Thôi, tôi nói cậu nghe. Tôi ra lệnh cho cậu, bằng mọi cách phải bán 10 lô đất đó, kể cả bán thân. Trời ơi, hồi nào tới giờ ha, tôi chỉ thấy Thiếu Kiều bán thân thôi à. Lần này nha, có ông bán thân, ông sẽ lập cho luôn ghi nét. Tôi nhịn nhiều lắm rồi đó. Sếp ơi, cho em xin lỗi sếp ơi, tôi bị vụt tay qua bên đây, sếp quơ tới trên này luôn à. Ai à? Chứ có sao không sếp? Ai à? Ba ơi, ba bị gì vậy ba? À, ba ổn. Ba cho con đi chơi đi. À, được. Yeah. Tối nay chú Tùng sẽ chở con đi chơi tới 8 giờ tối. Cái gì vậy sếp? Trời ơi, tối nay em có hẹn rồi sếp ơi. Alo. Hả? Chết cha chết mẹ luôn hả?